Chào buổi chiều ngày 15 tháng 12 2023 anh em cô chú ơi. Mà anh em cô chú vô ly tà móc câu cái mình đàm phán, mình nghiên cứu chiếc xe quay A cộng anh em 2005. Trước khi cái vô cái xe mình giới thiệu vài món đồ mới cho anh em cô chú đi xem ha. Để tối rảnh em điện lại chị Lệ nha, chị Lệ Tiền Giang ở Tân Phú gì ta, huyện Tân Phú, tỉnh Tiền Giang, thông cảm em, mấy nay em lu bu quá, qua em có đi bên Tiền Giang mà em quên gọi chị. Anh thấy em thấy Zalo chị rồi mà do em bận. Rồi, vừa quay cái này là cản ZX anh em cô chú. ZX này 350.000 đồ chính hãng bao ship anh em cô chú. Còn mấy cái này là Negoshi là nó vô thùng vậy nè anh em cô chú. Goshi hãng Honda nè. 1.4, 1.2, 1.6 gì mình có hết nha anh em cô chú. Cái này là do nó gắt cái teo, nó có cái mọc giáp lighter anh em, đồ chính hãng. Để lấy cái thùng khác cho anh em coi. Cái này niền này nó Goshi anh em, Goshi 1.2 này nó 300.000 anh em cô chú. Anh em nếu mà không bao ship nha, anh em tả tiền ship thì bao ship thì mà 50.000 cặp nữa nha anh em. Niền 1.4 thì 301 cộng lại hai cái 601, anh em nào lấy thì 606 bao ship. Đây là mọc giáp lighter nè. Đồ chính hãng, công ty nó có mọc giáp lighter hết. Chính chắc cú là hàng thật anh em cô chú. Bây giờ kia nhiều quá, băng keo nó dán vô cái mình nè, đi ngang qua nó gách nên là giáp lai nè. Chứ không phải là gì hết, đây nè, anh em giáp lai nè. Băng keo gì khi vô tình mình dán ngang vậy nè anh em, cái mình gỡ ra nó lột nha. Băng keo đặng quýnh về nguyên một cây anh em cô chú. Cái niền 1.6 nè anh em, niền 1.6 là niền sau của phu chờ neo đâu. Phu chờ 1 nè. Quay A, quay GS rồi nè anh em. Niền 1.6 có nghĩa là vỏ 275 hoặc là 80-90 anh em cô chú. 370.000 nha anh em. Tí hon nè anh em ơi. Đồ hãng mới Honda chính hãng mình được chơi được nha anh em. Giá đấu xe 1 luôn, bao với anh em luôn. Nhưng mà anh em có sợ căng là căng cái ship thôi. Rồi vô cái này cái quay sơ qua vòng cho anh em cô chú xem cái phong thủy đó, cái mình vô chi tiết anh em. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, chúc anh em cô chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn phát tài anh em ơi. Sơ qua dọc cho anh em coi cái quên pha cộng này nó dốc dốc anh em cô chú. Máy đâu còn chất lượng, nồi đồ không hú, như xe thì dốc dốc chứ không căng máy anh em, chơi được. Mấy xe này giờ mua căng đét luôn, nó tới 15-16 triệu là anh em ơi. Mắc mua dút dốt về cho nó rẻ gã rồi cho đỡ đỡ tiền anh em cô chú. Cái xi nhan rồi còn được cái tên này anh em, cùm tắt rồi bỏ kho lâu với cái ốc bẩn rồi. Xe mình thường bộ ốc mình thiếu là do mấy giáo sư nào mà rửa xe này với dọn xe này coi nghiên cứu điện thoại lại cho mình cái bộ ốc này để đâu ha. Cao su lồng với ốc này mất là do mấy giáo sư rửa. Mất mẹ tao chứ không biết ông nào rửa xe này cho nên không có biết đường tiến, đi sên hơi dùng nó lẹt xẹt anh em chứ không có hú. Nồi đá. Nồi pha cộng mà anh em biết nó rồi. Hết thế cái nồi anh em ơi, pha cộng không hú, không gió gì đó. Pha cộng với ZX là thầy luôn. Mỗi người quan điểm. Không hú số không hú luôn. Tôi là tôi mê anh pha đời 204 ta lên đó, bên pha cộng nhất ít nó chuông lúng lúng anh em, chuông nó tháo ra nó khớp khớp nó lúng, trời ơi thứ đó tôi mê dữ lắm. Còn chuông mỗi người quan điểm chứ mình không có nói chung. Chuông mà không lúng chạy nó bền chứ tôi không khoái cái độ bốc bằng chuông lúng. Trang ti nổ khá quá nè anh em. Im máy im tan canh gió lạnh không. Đầu nồi chưa chạm nè anh em. Rồi tắt máy để nó ồn anh em ơi. Quay sơ qua dòng cái bộ áo này cũng khá liền lạc anh em. Không có thấy bể mấy cái chỗ này. Nhưng mà bẩn này có thể bẩn alpha anh em. Có đồ alpha trong này anh em. Cái tông cái ngoài nó hơi khác màu xíu. Nhưng mà mắt thường mấy anh cô chú nhìn không nổi đâu. Dân tông nghề với mấy thầy thợ thì họ nhìn họ biết. Đậm vợt xíu chứ còn. Thì do miếng này nó mới. Mới hơn kia xíu là như mới thay đồ hãng. Nhìn tổng thể làm sao liền lạc.
móc miết rồi không có bể. Kính cáp. Bộ áo này giá cũng hữu nghị cho anh em, mà xe này mình mua tầm tiền thấp cho nên mấy anh em thông cảm. Bên dòng tôm rồi cũng điện thoại để nguyên xe, hứa 10 ngày mà nay 15 ngày em không tới là anh gã đồ món em. Để nhiều khi anh em mà nó gã xe sao không không điện thoại cho nó hay, nó giận nó lấy nguyên chiếc anh em. Mà nó hứa 10 ngày mà 15 ngày rồi, bây giờ số điện thoại đó mình đâu nhớ đâu, điện là quá trời anh em cô chú điện chồng 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 lên. Xe này khá, xe này mua nguyên chiếc là ăn tiền cái máy rồi. Cứng ngắt ngon lành, áo sống không có bể hết nhiêu đó. Cứng cáp đó anh em. Về dai đầu sát sao thôi. Rồi bộ áo này tình nghĩa hữu nghị nhất là bán anh em 1,3 triệu luôn đèn. Anh em nào không lấy đèn bán anh em 1,1 triệu. Từ đèn trước đèn sau là lấy anh em 1 triệu thôi, từ đèn trước đèn sau là 300. Dục dốt. Móc miết đồ nhìn không thấy gãi anh em ơi, liền lạc lắm, nhưng mà có gãi hay không anh em thông cảm, một hai cái cảm cảm ho sổ mũi đồ tông chứ không. Nếu nó không gãi nó hoàn hảo hết nó phải 2 triệu anh em chú. Thông cảm điều đó anh em nhớ là tiền nào của nấy. Nhưng mà tí hon quán thì nhất phát là nhất dứt dạt một câu là phải xứng đáng đồng tiền quá gạo. Không bao giờ bán đồ mắc cho anh em. Anh em cứ tin tưởng điều đó, nhưng cho nên anh em đừng có tả giá kèo này, mất thời gian cả đôi bên. Giá niêm yết chính xác luôn. Anh em cô chú thương tình ủng hộ, chứ còn anh em cô chú không mua là đóng băng vô kho luôn, chứ không có nói tới nói lui về vấn đề giá cả anh em cô chú. Có khi hết đồ á, nhớ anh em cô chú quá lấy ra quay giảm yên tâm nửa tâm đặng là cái tình nghĩa anh em tiền ship thôi chứ không có gọi là bớt. Đó là nó đá lượt về nó ế quá, mà có khi cũng tăng thêm anh em cô chú, chứ không phải đá lượt về là bán rẻ. Thì tháo ra đẹp quá, bộ này tôi bán luôn 1,5 triệu, 1,7 triệu luôn cũng không chừng, anh em thông cảm điều đó. Chứ để nó sao ông nội này ông nói ba hồi ông nói giá này, họ ông nói có 1,3 triệu sao hôm nay ông bán 1,5 triệu, không phải vậy. Tháo ra tùng mã tùng đáp hết thì giá nó phải cao rồi. Mình bán này là mình bán cái đồ nửa tay nửa ta, su bộn vậy anh em. Bán vừa có này có kia 1,3 triệu cho anh em cô chú. Nếu mà tháo ra nó bể nhiều quá mình có thể thay đổi giá. Còn nó đẹp quá thì thôi, tặng anh em luôn chứ không thêm. Đó là điều chắc ăn. Còn khi 5-7 ngày sau rớt ra rồi mà hàng không đi mà nó đẹp quá, mình đưa vô đấu C1 thì giá nó phải khác. Số anh em phiền họ nói sao quay khác bán khác, đó là câu chuyện nó vậy. Rồi vô cái đồng hồ này 500 anh em cô chú. Cũng rất là nhiều người dặn mà anh em thông cảm, anh em nào chuyển khoản trước là tôi bán, tại vì còn nhiều xe quay nhỏ. Tôi có cái tật vậy đó anh em ơi, đi nguyên một lao phan vậy đó. Nhưng mà giấy tờ xong là tháo quay nhỏ là tháo nguyên lón, quay A nguyên lón. Nhưng mà sợ giấy không xong thì phải chen xe khác vô thôi. Không được thì xe sau nha anh em cô chú, đừng buồn ha. Chứ có nhiều anh em giận không mua, có nhiều anh em họ tha thiết, họ giận họ đợi mà bán người khác thì họ cũng buồn, nhưng mà mình cũng thông cảm cho em út thì không có nhớ nhiều khách hàng quá. Mấy cái đồ này nó tế nhị cho nên họ anh em được anh em cô chú tin tưởng, họ đặt cho mình trước luôn. 500 ngàn anh em cô chú. Ghi đông cùm này bán anh em 700, cùm dài, gù dài, ngay băng luôn, không có ne. Sọ khỉ vàng khè luôn, nó lỏng ốc, nó lỏng lỏng, anh em giận lại. Tay thắng chắc thay mới quá, đề ta tớp rồi còn ghiên. 700 anh em, luôn gù luôn cầm hết luôn, dây e, dây ga, dây thắng dính nguyên nùi á. Rồi xuống tiếp xuống là cái cặp hụt này bán cho anh em 400 nè anh em. Có sơn, có phớt lại nè, nhưng mà dầu thì không xì. Khô queo, anh em nào muốn ngon thì 500 thì tôi làm lại cho ngon. Đúng gì mà thấy không xì nè anh thấy không? Đó, nhưng mà 400 không có bao, anh em nào xài muốn 500 là tôi bao cho anh em luôn. Tại vì như vậy nó không xì, nhưng mà khi qua xe khác á, ráp vô cái quá trình siết ốc này nè. Nó bóp ra, bóp vô nó chèo có khả năng xì. Như bên xe người ta thì anh em thấy không xì nè. Khô queo, có phớt rồi. 400 ngàn là bán cái vỏ ghiên với cặp ti ghiên là đủ tiền anh em. Anh em về có xì thay phớt rồi. Còn anh em muốn 500 đi, tôi bảo đảm cho anh em tôi làm sẵn luôn. Ở đây có mấy cái lò nó làm phuộc được. Phớt nhớt nó làm căng đét lại hết, giao cho anh em chắc cú.
niền tước Goshi 1.2 mã là CN anh em. Anh em coi bộ câm dốt dốt nè ha. Dốt dốt nám nám gì được. Nhìn tổng thể đi nè. Bề này quay nếu mà quay thả thính là quay bề này ông nội ai biết nó xấu bao giờ đẹp anh em thấy không? Tại vì khi chiếc xe mình chạy tới nó quay cái bề này nè. Thì cái bề này là cái bề hứng bụi, bề này là cái bề sau lưng. Cho nên anh em quay thả thính thì quay dày thì nhìn thấy nó như ngọc trinh. Ngọc trinh ngày xưa nè, còn quay phía sau nó giống như giờ. Thực tế là quay phía sau giờ nó nám nám phía sau lưng. Dính ba đất bụi gì vàng vàng chứ không có xét thôi. Xoay vô ngay chỗ này thì nó quá căng anh em thấy sợ lắm. Quay tổng thể là quay công bằng quay ngang về anh em thấy nè bộ câm à. Chút dốt ha, khá, nói chung nhìn tổng thể còn đẹp. Niền thì nó có mè nhẹ nhẹ chứ nó không có một lũng xét. Lâu ngày nó có muối muối bồng bồng lắm tắm. Nhưng nhìn tổng thể gì cũng sáng sủa. Không có lũng chỗ nào hết. Vỏ thì mòn nè, vỏ mòn. Quay vỏ mới không khi nào nói, quay vỏ mòn buộc phải nói cho anh em thấy không? Nhiều khi nó tôi bị thiệt thòi chỗ đó. Mới thì không nói làm gì rồi. Mòn nói cho anh em cô chú biết để thất vọng. Tin tưởng cặp vỏ còn ngon ngay giờ về nó mòn. Bán là bán liền câm thôi. Vỏ xài được thôi chứ không căng. 1.2 anh em cô chú ơi. Bát thắng còn khá mà mở khá anh em. Quay cho anh em coi cái độ toàn này. Chạy được anh em, anh dòm cái bề này vỏ đều anh em, không thấy nó quanh vậy ha. Quay bánh sau nữa báo giá luôn anh em ơi. Được bánh tước ngay băng rồi anh em của chú. Về bỗng mà thấy áo này tiểu qua không có mắt đâu anh em, thấy nó ôm sát sao. Cho nó thay đồ anh pha hãng mới đi chăng nữa, nó cũng sát sao, về thấy nó cũng tươi nè, nhìn bộ áo nhìn tươi trong. Tem có tóc nhẹ nhẹ thì cũng không đáng kể gì. Cần thắng khá đẹp này, cần thắng chống đứng ghim này bán cho anh em 350 cặp này anh em, này đem ra vệ sinh là đẹp xanh dần. Bán anh em đũa thắng luôn. Cho cái đũa thắng này chắc lô anh em. Đũa thắng đạp thắng này luôn hết 300 anh em. Đũa ghim này 350, đũa lô 300 thôi. Giò đạp giò số 200 anh em. Quên pha cộng nó hơi cứng ở kia chút nhưng mà nó chắc. Giò số đẹp lắm. Giò đạp nám nám vậy đó. 200 ngàn. Quên coi cái nồi này nó không hú, nó đã quá đã mà không biết cái độ ở tông cái nó ấy không, nó tắn luôn. Anh em theo dõi đón xem chốt cái nồi này xài cái để đời luôn. Tôi chạy cái nồi này mà nó im một cái thôi nó tỉnh mệt luôn. Lắc đầu luôn, bốc mà nó im mà nó dịu lắm, chiếc xe đi nó nhẹ phơi phới như tầm 10 vậy đó anh em cô chú. Dòng quen pha cộng nó khác biệt anh em ơi. Thấy không ta, có đèn led không? Vô ánh nắng mặt trời gọi vô không thấy nổi anh em ơi. Cũng được nè anh em, nó không có thấy nó đâu, thấy nó đen gì đâu ha, cũng nám nám vậy. Được anh em, có lý. Gấp chặt te xe này anh em thông cảm để tôi đá lượt về tôi báo giá chứ bây giờ nó có xét xét vậy nè. Nhìn nó tổng thể nó nhìn thì được nhưng mà nhìn nó gớm gớm vậy tôi sợ mấy dưới nó mục. Xe này mua ngoài Bắc về anh em, mấy họ bùa ngái mấy cái này. Xe này gấp ở đâu thì không biết, mà nó gấp hồ sơ quên rồi. Nó lộn người Bắc, nhiều khi nữa hồ sơ nó ra không phải. Bộ sườn lóc giấy xe này mình bán cho anh em 5 triệu thôi anh em chú. 5 triệu rưỡi mà nó sườn nó không có một lũng, nó đẹp lắm, cái phôi đẹp lắm mà nước sơn nó hơi mờ bớt rồi nè. Anh em về sơn lại bớt, anh em 5 tâm lấy 5 triệu. Nhưng mà chân cà nông anh em thấy thẳng tưng luôn nha. Sườn là bao anh em không có một lũng. Nước sơn có xét xét nám nám như là sườn không có một lũng. Không biết cái gấp nó có làm sao, phong thủy nó thấy nó không im mấy, vô cái độ xe sợ nó lủng ở dưới. Anh em để thử tôi tháo ra tôi báo giá sao, để giờ báo tháo ra nó lủng mà mất công bán không được anh em chung. Còn cái bô này 350 thôi anh em, nổ tiếng riêng còn.
mà có hàng không cổ cổ tiếng viên em thấy đã không. Quá chất anh em, một tiếng đã ăn. Có họ có là hàng miếng nè, anh em về lấy sơn đen xịt lại thôi. Cái mình bô thì tổng thể đẹp anh em. Có 350, mong anh em cô chú ủng hộ theo dõi kỹ giùm anh em ơi. Anh em kêu chụp hình tùm lum nó xấu gần chết mà chụp cái gì anh em cô chú. Chụp nó xấu banh nhà lòng luôn sao mua, lựa chỗ xấu chụp anh em đâu mua. Còn lựa chỗ đẹp chụp thì không khác nào lừa dối anh em. Cho nên tôi không có chụp hình là vậy, anh em cứ cân nhắc mua đại hơn xui. 350 ngàn có lầm mình nó lầm 150 thôi chứ không lẽ lầm hết 350. 200 ngàn ai bán mua 205 dày 350 ngàn, tại vì mấy dưới này nó có hàng xíu nữa nè. Chứ theo ngay chỗ này nè, chỗ này không có hàng bán 400 phải ru 450. Co thì cắt rồi nhưng mà cái mình thẳng tưng nổi tiếng ghen. Anh em dọn xe dốt dốt đi, ngon lành cành đào. Cặp ốp nhôm 250 ngàn anh em cô chú. Còn cái cây sắt này ghim căng đét này không có sệ nè anh em. Không có cong dên, không có ốc màu xanh lè nè. Có hai cái miếng sắt ở trong luôn nè, anh em coi phơm dán nè, không có cong ha, không sệ. Kể cả bên đây luôn nè, thấy phơm dán nào không có cong. Rồi tới cái bánh cầm sao này nè, điểm nhấn của video nè. Đó, bát đẹp, canh đẹp, cốt đẹp, bán đã tặng cho anh em luôn, cốt canh cùi dĩa tước sao gì giao hết cho anh em cô chú. Anh em coi cái vỏ quay ngay băng này ha, không có giật nè, không có quanh nè, thấy không, vậy là chạy không có sàn lắc ha, ngay băng như cái bánh tớt máy dầu luôn. Cái niềng bên đây họ cạy hơi cấn cấn thì thấy nó hơi qua giật giật, nhưng mà nó cảm cảm bên đây thôi. Chứ còn tổng thể cái vỏ anh em dòng tổng thể cái vỏ hôm qua là chiếc xe mình chạy sẽ không rung lắc nha anh em. Rồi niềng xe này khỏi chê, nó bóng lưỡng như là đồ mới luôn. Cầm anh em thấy còn dốt dốt khá đã, đùm bọng nước sơn đẹp. Nhưng mà cái chữ gì, chữ U đi ông, niền Thái, 1.4 anh em cô chú, niền sao Thái, niền thước Goshi, nè anh em thấy câm nó đẹp không, quay bề này là cái bề chính diện của nó luôn, là chạy tới phớt bụi vô nè, thấy đã, còn bề sau lưng nó đẹp nè. Anh em chỉ cho anh em một chiêu mà anh em ít anh em nào chưa coi video nhiều ha, chứ anh em coi nhiều không dám chỉ. Quay xe mà quay cái bề phía sau lưng cây công vậy lúc nào nó cũng đẹp. Cái bề này là bề chính diện của nó, khi mình chạy nó quay tới bề này là nó phớt lên, nó hứng cái bụi. Hứng cái bụi vô đây nó đen nó nám, còn cái bề này phía sau lưng nó đâu có dính gì. Nhìn một tay cũng giật thấy không? Nó đẹp thì bán đẹp, nó xấu thì bán xấu, chứ không dối lòng anh em cô chú. Thật tình cho anh em coi, nước sơn này đẹp căng, sườn này đẹp căng đét luôn, mà nó nước sơn nó to tối vậy anh em. Sơn này bớt cho anh em 500, bộ sườn lóc giấy xe này có luôn giấy xuất xưởng cho anh em luôn, về nộp phút 30 giây xong. Nhưng mà mình là giấy mua bán cho tặng nha anh em, chứ không có hợp đồng mua bán nha. Anh em nào mà nơi nào mà hợp đồng mua bán thì đừng mua, tại vì công an ở đây nó không có hợp đồng mua bán, nó để cái giấy mua bán cho tặng. Gạt tè đẹp anh em, tè khá đát điếc rồi, ngon lại nước sơn đẹp. Chỗ này hơi phù phù với miếng này đẹp, dốt dốt ha. Cặp phuộc sao xe này mình làm sẵn lại luôn, mình bán cho anh em hữu nghị chơi, là anh em để xài tình nghĩa chơi, coi cái khả năng phục hồi đây, chơi 200 ngàn thôi anh em. Tại vì tôi làm lại 100 mà cặp phuộc này cái xét trăm đó là 200 ngàn cho anh em, tôi làm sẵn luôn, còn để về bán cho anh em 100 ngàn cho mấy anh em nào ở nhà có thợ phục hồi tự làm. Phuộc này ở tình trạng không xì dầu nhưng mà chạy nó tưng rồi nè, chạy nó không im nữa, nó yếu hơi rồi. Cái cần số nè anh em có chỗ 200 ngàn nhờ cần số nha anh em, số khá ha. Dốt dốt khá nè, chỗ đạp rồi cũng còn lành lặn, ngon lành.
xe này, chỗ này nó dính khó quay ao để mở bộ lửa coi sao luôn em ơi. Đầu cổ đó nè anh em chú. Mình sang con xe này để tháo là kịp ta chứ không bán được anh em. Tôi nghi nghi cái màu da tôi quất quá trời nè. Đợi chút xíu anh em cô chú ơi, còn cái yên nè anh em. Cái yên nhìn liền lạc chưa có thấy ha. Chưa có da lại lọp lại còn mới, chưa có đến đổi mà lủng, không có xẹp nhiều. Giá 300 lên anh em cô chú. Tức cái mình mấy giáo sư cứ đi giết xó anh này chùi rửa hơi cực, vài bữa cũng bay nè. Lấy bằng keo tao quấn ngàn hoàng vòng gì cái giết ra miếng bằng keo gỡ ra cái xong. Hai lẻ năm gì đó, chính xác là 204 quá anh em ơi. 205 tấm lỏng của nó chính xác là 204, cuối 204. Cái cảng này căng đét luôn nè anh em, bán anh em 600-700 ngàn cái cảng, không có phan lũng, không có tày tày xước gì hết, bốc lưỡng luôn. Nó có tày bán rẻ cho anh em, cảng này không tày luôn. 700. Cái bát yên này nó đẹp ngất ngay luôn nè anh em, mà nó bị bên đây. Bên đây nó có dư miếng thịt, bên đây mất tiêu. Bán anh em 100 ngàn thôi anh em. Bát chữ U còn Y nè. Cao su đồ này gom hết đưa cho anh em luôn. Ngắt còn cứng lắm. 100 ngàn. Cái bình xăng này bán anh em hữu nghị 300 đi anh em cô chú. Dốt dốt nha, sơn kim, nắp xăng đẹp, trong tháng tư nè. Bình xăng cái nắp cái báo cái ống luôn có 300 nha anh em cô chú. Cái nắp 100, cái yên 300 nữa. Còn cái bộ ba món này là học bình, học nghề với lường nước, bán anh em 100 ngàn của xe này luôn, đẹp anh em. Nhìn tổng thể cũng khá anh em cô chú. Mấy xe này cũng ít người mua đồ lắm anh em ơi. Nhờ anh em giới thiệu đồ giùm hả anh em cô chú. Qua mình có một cái niềm lạ mà vui. Qua mình đi chơi cái có một cái góc đó họ bàn về phụ tùng tí hơn. Họ nói toàn là những cái lời tích cực hơn anh em. Họ nói chung là họ cũng giới thiệu cho mình. Vô tình mình nghe được. Qua chơi bên Mỹ Tho nghe anh em cô chú. Anh em cô chú khen. Cảm ơn những anh em cô chú đã mang tới yêu thương. Mang tới niềm vui. Mang tích cực. Giới thiệu cho mình bán được nhiều đồ. Ngày nào cũng có người lạ gọi giới thiệu người mua. Được giới thiệu để mua. Chứ còn làm nghề này mà không được anh em giới thiệu, không được hướng dẫn, không được chỉ biểu thì không có chia sẻ từ anh em cô chú rút kinh nghiệm từng ngày thì coi như thua anh em cô chú. Rồi chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn, dồi dào sức khỏe anh em ơi. Kết thúc clip mình đăng gã liền cho nó nóng anh em cô chú. Anh em cô chú bộ sườn lóc giấy xe này 5 triệu anh em cô chú, bao hồ sơ, có giấy nhà máy xuất xưởng cho anh em cô chú luôn. Quen pha cộng hả anh em, vô được ZX, vô được quay nhỏ rồi, được hết nha anh em cô chú. Rồi chào anh em, chào cô chú.